Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn phiên bản 1.21 tập tiếp theo. Và tập trước mình đã có xây chuồng dê núi ha. Và đây là chuồng dê núi của mình. Mình đã có xây thêm một cái gác ở đây để mà mình nhìn xuống, mình coi mấy con dê ha. Và mình có trang trí thêm một cái máng nước nè, rồi thêm thảm tuyết vào. Mình nghĩ như vậy là được rồi, cũng không cần phải trang trí thêm cái gì nữa đâu. Tại vì nếu mà mình xây thêm vài thứ mà nó sát vách quá thì dê nó có thể nhảy ra được nha. Và mình đã có lắp lóc lại chỗ này rồi nè. Đấy, lần trước là mình đập ra, sau đó mình gắn hàng rào đúng không? Như vậy thì dê con nó có thể chui ra được ấy. Còn mấy cái cây này á thì mình có trang trí thêm lồng đèn nè, rồi có trang trí thêm cây dương sĩ vào. Kiểu như là ở trong này mà nó không có cây cối á thì nó không có được xanh tươi cho lắm. Và nhiều bạn bảo cái tường này như là cái tường chống quái quật vậy. Mấy con quỷ này là quái quật đó mọi người ơi. Các bạn nghĩ đi, vô đây mà nó cứ hút mình không à. Với lại là nó có thể nhảy từ đây qua cái vòng thành này thì nó không phải là một con vật bình thường, nó là một con quỷ. Mình đùa thôi. Thì không ghét tụi này đâu. Lâu lâu nó ủi thì cũng hơi ghét thật, nhưng mà nó là động vật dễ thương mà. Đấy, nó ủi mình nè. Ê, ủi là ủi mình dữ chưa. Thì lúc mà mình trang trí mấy cái này á thì có một con dê ủi mình và nó đã ủi hụt, ủi vào block này nè, rồi cái nó rơi cái sừng cho mình. Đây là sừng dê cảm xúc, mình thổi cho mọi người nghe nè. Trời ơi nó dở. Ê, con quỷ không có sừng mà cũng hút mình nữa. Và mình thấy là không có con nào lọt ra ngoài được, cho nên là không cần phải sửa thêm cái gì nữa đâu. Và mình muốn lấy thêm một cái sừng dê cho mọi người xem, cho nên là ấy, nó vừa lấy chấn hút mình mà kỳ vậy. Lại nào lại nào. Ui, mình không né kịp. Nếu mà mình né kịp là nó có thể ủi vào block này và rơi ra cái sừng rồi. Vãi, con dê này nó không có sừng luôn. Ôi. Dê không sừng là dê hiếm hả? Không, dê la hét mới là dê hiếm nha. Con quỷ dê đó nó la sùm luôn. Nhưng mà dê đó hình như là ở ngoài tự nhiên mới có, chứ mình sinh sản ra không có. Đúng không ta? Mình cũng chả biết nữa. Và chuồng dê như vậy nha. Như vậy là được rồi, không cần phải trang trí thêm cái gì nữa đâu. Và nếu có một con dê nào lọt ra ngoài á thì mình bắt vô lại thôi, chứ biết là sao giờ. Và mục tiêu hôm nay đó chính là gì? Đó chính là đi tìm 11 con mèo, cũng như là mình sẽ cố gắng sinh sản Axolotl để cho ra con Axolotl sừng màu cam ha. Không sinh sản Axolotl ở nhà nha. Mình sẽ sinh sản Axolotl ở chỗ hang lối kép. Đó là mục tiêu của ngày hôm nay. Mình không biết là còn cá ở trong rương hay không nữa. Mà mình nhớ là mình có tiêu diệt nhiều cá đâu. Có nhiều đại cá à? Cũng được. 11 con cá là nhiều lắm rồi ấy. Nếu mà mình sử dụng kiếm gai cháy á, thì con cá nó sẽ biến thành cá chín. Và mèo thì nó không ăn cá chín. Bây giờ mình xuống phía dưới mình tiêu diệt cá hồi này. Ở cái hồ nhà mình cũng có khá là nhiều cá hồi ấy. Đây nha. Nhiều bạn không tin là kiếm gai cháy có thể sử dụng được ở dưới nước. Mình đánh con cá hồi này, nó rơi cá chín cho mình. Đó, thấy chưa? Vậy mà có vài bạn không tin nè. Đây nha, cá hồi chín nè. Mình sẽ để đó. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái rìu để đánh cá hồi. Nó vẫn rơi ra một con cá thôi. Mèo thì nó ăn hai loại cá ha, cá hồi với lại là cá tuyết. Và lâu lâu thì mấy con cá này nó cũng rơi ra bột xương cho mình nữa. Nhưng mà cũng ít lắm, không có nhiều. Mình phải đi thuần phục hết 11 con mèo thì mình mới bỏ mèo vào quán cà phê được. Chứ bây giờ xây cái quán sẵn rồi không có mèo cũng vậy à, đúng không? Mình phải hoàn thành thử thách trước đã. Và thành tích nông nghiệp chỉ còn cái thành tích danh mục hoàn chỉnh với lại là đôi bên đôi thôi. Đấy, chỉ còn hai thành tích đó nữa thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm meo meo. Sao meo meo nghe quen quen ta? À, đom đóm. Tiếng mèo kêu sao? Meo. Ê, đom đóm. Mà mình nghĩ là ở trong cái làng này hết mèo rồi. Cái làng hoa anh đào của mình nè. Nhiều bạn bảo là nên bỏ Alay vào quán cà phê mèo cho tụi nó chơi với mèo. Mà Alay còn con nào nữa đâu mà bỏ vào. Alay bay đi hết mất tiêu rồi. Nhìn này. Ô, ông nội dân làng chết mất tiêu rồi. Tính là cho ổng làm người giữ giáp ở đây. Rốt cuộc ổng chết mất tiêu rồi. Mọi người còn nhớ cái dân làng Thảo Nguyên lần trước không? Ở hướng này nè. Chính xác là cái dân làng này. Ui, mèo trắng kìa, dễ thương phải. Mình rất là thích mèo trắng. Mình sẽ dùng cá tuyết để thuần phục nó. Mà thuần phục mèo thì cũng hơi khó nha. Mình phải đi chậm rãi, thật chậm rãi. Như này. Đó, hai con mèo luôn. Đó, nó tới mình rồi kìa. Ui, mèo này dễ thương phải. Nhìn này, nó có hai màu mắt luôn. Mắt vàng, mắt xanh luôn. Hello, đừng chạy mà. Tao là bạn của mày, my friend. Ui, nó chạy nhanh thật. Mình đuổi không lại nó luôn á, nó chạy nhanh lắm. Nó xuống nước rồi. Cơ hội của mình. Yeah.
Thế là mình đã có hai em mèo dễ thương. Trời, chơi tối mà tụi này nó ngáy rồi. Ok, đi ngủ ha. Trời, ha, dễ thương vậy. Ngủ với mình kìa. Rồi, nó giành cái giường luôn. Ai cho mày giành giường? Chăn thỏ, ủa đâu ra vậy? Ủa, nó cho mình cái chăn thỏ nè. Mình nhìn kỹ thì không còn con mèo nào ở đây cả. Thôi, chúng ta đi qua dân làng khác nào. Mà bây giờ mình dùng cánh mình bay á, thì sợ mấy con mèo nó không đi theo kịp. Nên là thôi, chúng ta sẽ đi bộ ha. Đi bộ để tìm dân làng. Wow, cái rương địa ngục này nó full luôn. Mình phát hiện ở đây có một ngôi làng thảo nguyên, nằm ở trên vùng đồng bằng. Một ngôi làng mình chưa đi vô. Dạ, còn lú là hiểu rồi. Mưa xuống thế này ướt hết lú. Để tôi thu hoạch giùm mấy ông. Ủa, mà ngôi làng này, à, có mèo nè. Mèo trắng thì mình thuần phục rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Thuần phục mèo không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Là nó rất khó nha. Không phải là vô làng là mình tìm được con mèo mình muốn đâu. Mình thấy là ở đây khá là nhiều gà. Nếu mà còn gà ở đây thì chắc là không có mèo rồi. Tại vì mèo nó hay đi ra ngoài săn gà lắm. Mình đang bay qua lại cái ngôi làng lần trước mình trao đổi bản đồ á. Mọi người còn nhớ không? Đây, ngôi làng này nè. Và bay như vậy thì mấy con mèo vẫn dịch chuyển theo được nha. Nên mọi người cứ yên tâm. Mình nghĩ là trong ngôi làng này vẫn còn mèo á. Hello, mèo ơi, tụi mày ở đâu? Tìm chó nó còn dễ hơn nha, tìm mèo nó khó. Tại vì vô làng đâu phải là lúc nào mình cũng thấy được mấy con mèo mình muốn đâu. À đúng rồi, vẫn còn một con mèo khó tìm nữa, đó chính là mèo phù thủy á. Nó hay ở gần phù thủy lắm. Mình cần phải tới túp lều của phù thủy mới thuần phục được nó. Chắc là mình qua bên dân làng khác thôi mọi người ơi. Chứ ngôi làng này không có mèo. Có nhưng mà nó chạy đi hết rồi. Thế là mình đã có hai em mèo rồi. Mình sẽ để hai em mèo ngồi ở đây ha. Đó, dễ thương vậy. Mèo rất là dễ thương nha, coi liếm tay kìa. Hiện tại ở nhà mình cũng có hai con mèo luôn, ở ngoài đời ấy. Dạ, một ngôi làng thảo nguyên mới. Hình như là ngôi làng này mình có qua rồi. Mình thấy ở trong làng này có đống lú nào đâu. Chắc là qua rồi. Mà không sao, đâu có cần lú. Thứ mình cần là mèo, đây rồi. Một em mèo mới. Phải thật chậm rãi, thật chậm rãi. Đó. Ủa, sao lại sợ mình? Con quỷ bò, mày làm con mèo giật mình. Mình hết kiên nhẫn với con này rồi. Ui, nhưng mà vượt không lại, nó chạy nhanh thật á. Ha ha, mày chạy nữa đi. Một em mèo xám nha, rất là dễ thương. Vậy là mình đã có 3 loài mèo rồi. Trung bình một con mèo thì nó sẽ ăn 2-3 con cá. Con nào tham ăn thì 4-5 con. Nhiều đó thôi. Nó không như quẹt nha. Mấy con quỷ quẹt thì nó ăn nhiều lắm. Không lẽ trong làng có một con mèo xám như vậy? Chắc chắn là vẫn còn mèo ở trong này. Đây rồi. Nhưng mà mèo này mình bắt rồi. Một em mèo trắng. Mèo trắng này thì lụm rồi. À, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Mèo này dễ thương nè. Mèo hai màu mắt ha. Ê, nó kêu mình kìa. Nó kêu mình là nó muốn tới ăn á. Nhưng mà một hồi là nó chạy à. Hay là do mình không biết cách thuần phục mèo ta. Ủa, mình nhớ là đi chậm chậm là nó tới liền mà. Vậy là cái dân làng này mình chưa vô. Sao ở đây lại có đống rơm? Là hiểu rồi. Ăn cá hồi không? Hai con cá hồi không chịu. Mày chạy đi đâu? Đứng lại nào. Trời ơi, mày chạy nhanh dữ vậy. Ui, ba con cá không chịu. Đây này, cá đây này. Mày chạy lại tao không? Mày chạy lại tao. Ui, nó ăn nhiều vậy. Con quỷ này. Ý, đứng lại. Trời ơi, muốn tiền đình với con này luôn á. Nó chạy nhanh thiệt. À, đây rồi. Cuối cùng cũng bắt được đó. Đây rồi. Mình thấy là có khá là nhiều cáo ở trong này. Mèo thì không thấy con nào hết. Không lẽ cái làng này không có mèo ta? Không tin. Mình đi ra ngoài rìa khu rừng xem. À, đây rồi. Một con mèo vàng mình chưa thuần phục. Hello. Tao tới đây. Sao mình giống ông kẹ vậy trời? Ê, cá này mèo. Đó, nó tới kìa. Phải đứng im nha. Đấy, thấy nó ngoan chưa? Mấy con mèo khác thấy mình toàn chạy không à, không hiểu luôn. Dấu hiệu của mùa hè đã tới. Là trời nóng quá xuống tắm chứ có gì đâu. Mình nhớ là mấy con mèo nó hay chạy ra phía này nó săn cá lắm nè. Để mình xem thử nha. Ê, có rừng swam kìa.
Lỡ may trong đó có nhà phù thủy thì sao? Là phù thủy mới đúng chứ. À, thấy rồi. Chị Mỹ Dẹo. Mỹ Dẹo. Mình đã thấy Mỹ Dẹo rồi. Hello Mỹ Dẹo. Đây nha. Con mèo mình rất là thích luôn. À, chị Mỹ Dẹo đi tới rồi. Nhưng mà phải táo thật nhanh. Đó, quá đơn giản luôn. Tới đây nào, tới đây chung vui với đồng bọn của mày nào. Mà mình nghĩ ở trong dân làng này vẫn còn mèo á. Phải chi là cái làng đồng bằng á, nó dễ tìm mèo hơn là cái làng này. Cái làng này toàn là cây không à, khó tìm thấy mèo lắm. Ok, let's go. Chúng ta đi qua ngôi làng khác nào. Vậy là ở trong này không có túp lều của phù thủy rồi. Nãy giờ đi vòng vòng chả thấy. Thôi thì chúng ta bay về hướng này nha. Đồng bằng tuyết luôn. Tuyệt vời. Có đồng bằng chỗ này thì dễ có dân làng lắm. Ủa, mình đang dùng pháo bông mình bay mà sao nó bay không nổi ta. Lại là rừng sơ vám. Vẫn còn cơ hội nha. Vẫn còn cơ hội thấy dân làng ở đây. À lộn, thấy cái rừng sơ vám có một xíu à. Ủa, có dân làng này. Nhìn cái rừng sơ vám này nè. Trời ơi, không tin được luôn. Yeah, vô tìm mèo thôi. Let's go. Đây là một cái địa hình sỏi. Ê, cái dân làng này quen dữ. Cho mấy mèo này ngồi xuống nha. Rồi sau đó mình vô trong mình bắt mèo. Let's go. Kia. Có mèo vàng. Ờ, có rồi. Bỏ qua con mèo vàng đó đi. Mấy con mèo có rồi thì mình sẽ không bắt nữa nha. Mà hình như là một ngôi làng chỉ có 3 tới 4 con mèo thôi. Chắc chắn là hướng này có dân làng tuyết. Mình nhớ rõ mà. Đấy, biết ngay mà. 1, 2, 3. Ủa, còn một em nữa đâu. Mới có 3 em mà. Em kia dịch chuyển theo không kịp. Còn em Mỹ Dẹo nữa. Có lẽ là do mình bay nhanh quá nên là mấy em mèo dịch chuyển theo không kịp á. Đấy, mình nhớ là... À đây rồi, đủ rồi nha. À, con mèo này chưa có đúng không? Ui, mình nghe có 2 tiếng mèo nha. Một con mèo ở trong cái chuồng này. Nhưng mà con mèo kia mình có rồi thì phải á. Hình như con này mình chưa có nè. Dạ. Ui, sao ăn nhiều vậy? Ý, gấu mẹ. Ăn đi. Trời ơi, mày ăn nhiều vậy. Xong rồi. Sao không ngồi xuống? Thuộc phục con mèo khổ vậy. Thuộc phục một con mèo đã khổ rồi. Bị con quỷ này dí theo nữa, trời ơi. Dí dài vậy. Wow, tòa tháp của Elsa hả? Đẹp vậy. Cái biome này đẹp lắm luôn á. Biome băng này là hiếm lắm. Mình sẽ bay lên phía trên nha. Cho mấy mèo ngồi ở đây. Ngồi xuống hết nha. Tổng cộng là 5 con mèo. Ok, đúng 5 con. Và mình mới vừa nghe tiếng mèo. Lại là mèo trắng. Lắm mèo trắng thật á. Đúng không ta? Để mình nhìn rõ lại đã. Đúng rồi, con mèo này mình đã thuần phục. Mèo trắng thì mình để ở nhà rồi. Mình ngủ đi. Nhiều khi trời tối mình không nhìn thấy rõ được màu của nó ấy. Nhỏ này hiếu khách ghê á. Đi ra ngoài cho khách ngủ hả? Mình thấy được mèo đen rồi. Hello, tới đây nào. Ủa, gì kỳ vậy? Nó vừa ngóc đầu qua bên mình mà. À, nó đi săn thỏ. Ê, thỏ con á, đừng săn nó, tội nó lắm. Trời ơi, con thỏ nhảy qua mặt nó luôn. Mèo đen này nó lì ghê á. À, nó bị kẹt rồi, cơ hội của mình. Ui, ăn dữ vậy. Là tới 3 đến 5 con dữ chưa? Đây không phải là mèo của phù thủy nha. Đây là con mèo đen khác. Ok, mình đã có được 8 con mèo rồi. Vẫn còn 3 con nữa. Lại là dân làng tuyết. Mình gặp dân làng tuyết nhiều ghê á. Mỹ Dẹo có rồi. Để mình tìm con mèo khác. À, đây rồi. Wow, mấy con mèo này có hết rồi. Vẫn còn một con nha. Nó vừa đi qua hướng này. Đó, chính là con này nè mọi người. Ủa, mà khoan, phải con này không? Mình nhớ con này thuần phục rồi mà. Con mèo đó là có cặp mắt màu vàng. Bộ lông của nó màu trắng, hơi ngả xám một tí. Đồng bằng tuyết này rộng ghê á. Nãy giờ mình thấy được 3-4 cái dân làng tuyết rồi ấy. Và cũng có thể là mình sẽ thấy thêm một cái dân làng tuyết nữa. Theo linh cảm của mình á, mình thấy là dễ có dân làng tuyết ở đây lắm nè. Đấy, cái vùng đồng bằng tuyết này nha. Mình sẽ bay xuống từ từ. Wow. Bay phải đáp đất như vậy nha. Biết ngay mà. Có thêm dân làng tuyết thật luôn.
Ê, sao mình gặp gấu hồi vậy? Trời ơi, mấy con quỷ gấu này nó không buông tha cho mình. Ê, có bão tuyết này. Vậy là mưa rồi. Con mèo kia. Ê, con mèo này mình chưa thuần phục này. Chính xác là con này, mắt nó màu vàng này. Phải đuổi theo nó. Ui, nó chạy nhanh thật á. Thôi, chắc là mình phải dùng tới biện pháp này. Đó, biết ngay mà. Dạ, mình chỉ tốn có một con cá để thuần phục nó thôi. Và thế là lên được 9 con rồi. Yes, đúng là con mèo này rồi. Mèo mắt vàng. Wow. Đang đi bộ thì mình thấy ở đây có hàng rào. Rất là kỳ lạ đúng không? Không phải là mình đặt ra đâu nha. Mình chưa đi vào cái vùng này mà. Làm sao mình có thể đặt hàng rào gỗ gì ta? Gỗ bạch dương ra được đúng không? À, chắc chắn là tàu đắm rồi. Đây nè, một chiếc tàu đắm bị chôn vùi. Khá là kỳ lạ ha. Oh, cuối cùng mình cũng... Yeah, mình tính nói là cuối cùng mình cũng thoát được khỏi vùng đồng bằng tuyết. Thì mình lại thấy được dân làng đồng bằng. Hên nha, hên nha. Vào trong làng này chắc chắn sẽ gặp được mèo. Ok, cho tụi này ngồi xuống đi. Điểm danh nha. 3 này, 4 này, 5, 6 và 7. 7 con mèo, chính xác rồi. Ở nhà mình có 2 con là 9 con ấy. Mình thích nhất là làng đồng bằng luôn á. Làng đồng bằng lúc nào vô cũng có nhiều rơm như vậy nè. Làng Thảo Nguyên nữa. Hai ngôi làng này nhiều rơm lắm. Ok, thế là công cốc rồi. Ngôi làng này không có mèo mình cần. Chúng ta sẽ đi qua ngôi làng khác ha. Chắc là mình sẽ sử dụng cổng địa ngục để về nhà. Tại vì mình đi xa quá rồi. Hơn 8.000 lốc mới thấy được một ngôi làng. Trời ơi, nãy giờ á. Nãy giờ mới thấy được một ngôi làng á. Có đúng một con mèo này thôi. Mèo thì nó hay đi săn gà với lại thỏ. Nên là mình sẽ đi ra phía này coi thử là có hay không. Đây là vùng thảo điền nha. Vùng thảo điền khá là đẹp. Đẹp thì đẹp nhưng mà mèo của tôi đâu? Ủa mà sao nước ở đây? Wow, đẹp nha. Vậy là không có con mèo khác rồi. Chỉ có con mèo màu trắng thôi. Nhìn kỹ lắm rồi ấy. Thế là chúng ta phải đi qua cái dân làng khác. Oh no, lại phải đi. Cái gì vậy? Mình lại thấy được dân làng thay ma mọi người à. Cái dân làng thay ma thứ hai mình thấy ở trong thế giới này. Ồ, lại là nhện tàng hình. Mọi người bảo con nhện tàng hình này hiếm. Mình thấy có hiếm đâu. Từ khi mình ăn chế độ khó lên mình thấy nó hoài luôn á. Nhện tàng hình với chúng tôi. Mình nhớ là cái dân làng này tuy là dân làng thay ma nhưng mà nó vẫn có mèo mà. Mà sao không thấy con mèo nào vậy? Thế là công cốc rồi. Uổng công đi vào dân làng. Thấy dân làng thay ma. Tưởng là có mèo, rốt cuộc là không. Không có con quỷ mèo nào ở đây cả. Đi thôi mọi người ơi. À lộn, mọi mèo ơi. Điểm danh nha. 2, 4, 6, 7. Đã đủ. Lên đường. Let's go. Mình thấy là cái dân làng tuyết nó không có tiềm năng cho lắm. Vô đó toàn là thấy mèo trắng với lại là mèo đen không à. Có thấy mèo nâu đâu. Mình vẫn đặt niềm tin vào mấy cái dân làng Thảo Nguyên. À không, mấy cái dân làng đồng bằng mới đúng chứ. Mình thấy là dân làng đồng bằng nó... Ơ, dân làng này. Vãi. Dân làng. Từ từ. Cho tụi này ngồi xuống hết đã. Ê, sorry mèo. Tao không cố ý đánh mày. Hỏi dân làng là biết thôi. Dân làng ơi, ở đây có mèo nâu hay không? Có con bò mày. Ủa, ông nói cái gì vậy? Hello, dân làng đông vai. Đông thật luôn á. Ủa, lắc đầu cái gì trời? Uổng công đi vô cái làng rộng như vậy mà không thấy một con mèo nào trong này hết. Xui ơi là xui. Làm mình hy vọng vào cái dân làng đồng bằng. Ai, quá là buồn luôn. Tìm một con mèo nâu nữa thôi mà khó vãi. Chúng ta vẫn còn hy vọng rất là cao nha. Cái đồng bằng này rộng lắm. Lỡ may có thêm cái dân làng nữa thì sao? Ê! Vãi! Ủa sao cái miệng của mình linh vậy ta? Nhìn này, hai cái dân làng cái bên luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong để tìm mèo nâu. Ê! Có rừng savam này. Mà quan trọng là phải tìm con quỷ mèo nâu trước đã. Mình nhìn sơ qua thì không thấy túp lều phù thủy ở trong này. Chắc chắn là sẽ có thôi. Lát nữa mình sẽ vào đó mình tìm. Mình không nghĩ là làng đồng bằng ít mèo tới vậy luôn. Có đúng một con mèo mỹ diệu thôi. Mỹ diệu. Ồ, vậy là không có rồi. Trời tối như vậy thì mình không thể nào thấy được lều. Cho nên là mình sẽ lên phía trên ngủ một giấc.
Đấy, vừa đặt cái giường ra là tụi mèo tới nó bu lại, nó nằm lên cái giường. Bảo sao tụi nó không dịch chuyển theo được. Nên là đừng để mấy cái giường ở gần nha. Và để đếm lại mèo đã đủ 7 con chưa ta? Ờ, chắc là đủ rồi. Để mình nhìn kỹ nha. Tại vì cái lều phù thủy nó cũng nhỏ lắm. Ê, ê, thấy rồi. Cuối cùng cũng thấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm phi vụ cướp mèo của phù thủy. À, phù thủy đang bắt cá. Trời ơi, vô rừng ở một mình làm chi, phải sống khổ sở như vậy. Sáng sớm đi bắt cá sớm vậy anh hai. Rồi, đưa con mèo cho em luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Phi vụ cướp mèo thành công. Đó, mọi người nghe tiếng mèo chưa? Mình nghe tiếng mèo rồi đó. Ok, mèo đen của phù thủy này. Ui, gọn vãi, một con cá. Thế là chúng ta đã có 10 con mèo. Chỉ cần một con mèo nâu nữa thôi. Lại là dân làng đồng bằng. Thật sự là mình không muốn đi vào luôn á. Mình vào mấy cái dân làng đồng bằng rồi. Mấy cái mọi người, 4-5 cái gì đó. Mà không có con mèo nâu nào luôn. Yes sir, đúng rồi, chả có con mèo nâu nào ở đây cả. Ê, mình đi qua nhiều làng lắm á. Mà nãy giờ mình không chơi một cái rương nào của dân làng luôn. Là mình nhăn từ lắm rồi. Vậy mà không có con mèo nào xuất hiện. 2000 years later. Quá mệt mỏi rồi. Ông nội này có nhà mà không ngủ nha, ngủ dưới gầm nhà nha. Chắc là nhà của ổng ấy. Ờ mà đúng rồi, đây là nhà của ổng mà. Lại là một cái dân làng không có mèo. À có mèo nhưng là mèo mình có rồi. Mình không tin. Chắc chắn là sẽ có mèo nâu ở đây. Nhìn kỹ thì à, đây rồi. Cuối cùng mình cũng làm xong thành tích nuôi mèo rồi. À không, thuần phục mèo mới đúng chứ. Nghe cái tiếng thành tích nó đã, ơi là nó đã. Danh mục hoàn chỉnh. Yeah, mình đã làm xong. Và thế là mình đã có 11 con mèo. Dạ, và bây giờ mình sẽ đi về nhà ha. Tập sau thì chúng ta sẽ xây quán cà phê mèo. Cũng như là mình sẽ đi sinh sản Axolotl để tìm Axolotl sừng cam ha. Và đó là mục đích của tập sau. Và chắc là hôm nay mình chơi tới đây thôi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye và hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau.